Xin chào mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Uầy, mọi người ơi, các bạn biết gì không? Hiện tại bọn mình đang đứng ở trước cửa nhà 707 San mọi người nhé. Và ngày hôm sẽ bắt cóc 707 San anh em. Bắt cóc 707 hả? Bắt cóc luôn. Hôm nay chú mà không cho đi là bắt cóc đúng không? Bắt cóc lên phòng đập phòng ra là bế đi. Bây giờ bọn mình sẽ đột nhập nhà 707 và bắt cóc 707 để đóng phim mọi người nhé. Đấy, Akasan dẫn đường, ăn pha. Yo. Hôm qua bọn mình có anh em xem vlog thì anh em biết rồi, mà anh em chưa xem lại nhá. Đấy, bọn mình vừa đến nhà 707 rồi. Đấy, con này là chắc là vẫn đang ngủ chăng. Bọn mình hôm nay đóng phim. Đâu quá, 707 đâu. Ôi, mọi người, cào thóc. Cào thóc vào cho chú đi. Ừ, tí nữa chú nhìn thấy mình giúp chú lại kiểu chú vui đấy nhờ. Mỗi người một chân một tay, chứ không tí nữa không bảy không được đi đóng phim đâu. Cáo là chú. Đấy, đến nơi là bọn mình chưa đóng phim là đi giúp đỡ chú luôn này. Chắc là chú đang ngoài đồng chắc. À, cái thóc này thóc hôm qua mà có hả mấy thằng giang hồ nó gặt đấy mọi người ạ. Đấy, ăn phá, em lúc đỡ chú một tay một chân ấy. Đấy, thóc lúa này. Nhà 707 có cây xoài này anh em ạ. Cây xoài này, hay đang trụ xoài nhà 707 đi. Bọn mình đến rủ 707 đi là phải đến giúp đỡ chú đó mọi người nhá. Đấy, cái này cào thóc vào để chú đó phải cào. Anh đâu rồi? Không ra cào thóc à? Đấy. Đấy, mỗi người chân tay đi. Rồi ôi, như này thì lát nữa chú ra chú cảm ơn chú vui lắm đấy. Cào thóc vào, cào hết sân này chuyển sang sân kia. Ê bọn này, tao vừa cáng chú phải cào vào à? Thì cái này phải cào vào chứ chú. Chơi chơi nắng thì sao thóc qua vừa nó ướt. Thế thôi. Thì cái này cháu vào cháu rủ thằng 7 đi đóng phim thì cháu giúp chú để cho chú vui. Thôi coi đóng phim đi, để cháu tối cho cao, cào cũng được. Thì cái cho bọn cháu cào luôn. Thôi tối cho cào này, thóc ướt cái mập mập ấy. Ướt à, thóc ướt à? Ừ, hôm qua cạp trong mưa mà. Chê. Vậy cào ra hả chú? Để cào ra thôi. Trời ơi. Vậy, vậy vậy chú có vui không? Vui rồi, em mà thấy đóng phim mà thấy nó về nó hay làm vậy là. Tôi vậy cào ra mọi người ơi. Định cào ra để cho chú cào vào để cho chú cảm ơn. Để thóc vẫn ướt à? Thóc ướt mà hôm qua thì mưa. À, mình cháu có biết đâu. Cào cũng chào. Yến hết rồi nè. Yến hết rồi nè. Cần thân bắn thằng cây đấy. Cào ra chú lại không thì thằng bảy nó ở đâu chú? Thằng bảy nó trong nhà kia. Trong nhà hả? Rồi vậy cháu cào xong thì bọn cháu xin phép mà quay thằng bảy đi nhá. Sợ là đến rủ chú đi mà thóc còn chưa cào vào chú ấy không cho đi hoặc là chú ấy chửi ấy. Thì bọn cháu cái một chân một tay, mỗi người một chân tay nhanh mà. Thế cào vào luôn. Không ngờ nhỉ. Rồi ok đẹp đấy nhỉ. Cào mọi người cào xanh nhá. Đấy. Bảy ông bảy ở đâu rồi chú? Bảy ơi. Đi đóng phim thôi bảy ơi. Ai gì đây rồi mọi người. Ui, chuẩn bị sẵn nhỉ. Tinh 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 tinh. Thế nào? Ui. Ui. Chuẩn bị sẵn rồi. Ui. Ngầu thế, ngầu thế. Ngầu thế. Như mới sống chuồng ấy nhỉ. Nào. 707. Mấy hôm nãy được mua quần áo này. Mày có phải 707. Mày khỏe luôn, mày khỏe luôn. Có mất tính người không? Không sao đâu. Ê, mà gặp một buổi nó mới thâu được. Hắn còn gặp đó. Giống gì thế? Không, mình không đen nó gặp nó mê nó về đó. Không gặp xong không? Không gặp xong à? Chú có còn xanh. Vậy à?
anh bảy đi. Anh bảy quá trời. Anh bảy đây nào. Chúng mày đi. Anh mày đó đấy. Anh em ạ, ngày hôm nay bọn mình đã lôi kéo được ông 707 này đi đóng phim rồi. Đấy. Thì đóng phim thì phải bảo vệ nhau cẩn thận nha, hồi này cho hội đen cái đỏ nữa, còn đánh nữa. Đánh là bọn đây không biết là nó gì đâu. Hôm nay anh yên tâm đi. Vâng, nhưng mà vấn đề là em còn đủ năng lực không đấy, còn đủ sức mạnh không ấy? Lên biểu diễn phát xem. Có biết được gì không? Lên biểu diễn giữa sân này biểu diễn phát xem nào. Xem cái lại kỹ năng xem nào. Anh nghi lắm. Ở đấy bố còn bảo bố còn đang bảo là quên mất trưởng cái kìa. Lên thử thử xem nào. Mì kì. Nào, bởi mấy năm không năm solo, à 44 solo phát à. Thế nào. Tình 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 tình. Ngươi dám làm gì, em trai tao. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Cái gì ấy? Cái điểm sao ấy? Khoan. Mấy ông mấy điểm sao mọi người ạ? Chập IC à? Mấy hôm mấy ở trong phòng nhiều quá. Nó tù chân tù cẳng. Mấy hôm mà nó tù chân tù cẳng đâu. Chắc cái này ra ngoài đi đánh nhưng mà chân tay nó không được mượt. Alpha. Sử. Sử năm năm a, mấy ông vậy. Bấm chân ơi. À, cũng vẫn được khỏe lắm nhỉ. Đâu ra cái chiêu này đấy. Không, nhưng mà cái chiêu này. Mới hôm được vài chiêu mới. Chiêu này là chiêu lộn đống thóc à. Chiêu gì vậy? Chiêu kiểu gì đấy? Mày không? Chiêu này là chiêu võ thóc. Người làm gì á? Hả? Mày bị làm sao ấy? Anh ba bởi ông bị làm sao ấy? Anh ba? Không biết à? Liệu còn đóng phim được không anh ba? Anh ba? Chắc đóng được cơ. Giống như thằng chập ấy. Rồi bây giờ tình hình là hôm nay em phải đóng phim rồi đấy. Nó đóng mày đánh mày oai oăm nhá. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Hôm nay có kịch bản có cho xuống ao hồ gì không nhỉ? Cho bảy bảy hôm nay đóng lại cho xuống ao hồ nhá. Cho nó xuống ao. Hay xuống ao luôn, trận chiến dưới ao luôn. Trận chiến ao à? Hay mình kiếm ở đâu có cái hố phân là cái gì không đánh vào dưới hố phân nó đẳng cấp chứ nhỉ? Thì cứ bảy không bảy xuống thôi, còn mọi người trên bờ. Ok không? Xuống hố phân hả? Ui. Công hiến nhỉ, hy sinh công hiến anh em cho mình một like nhá. Đấy, một like đăng ký kênh. Nhưng mà ở chỗ mình đưa ra hút phân con. Hôm nay 707 cho con ấy kể đi tìm được 707 nhưng mà qua gửi bãi cát trâu ra đường. Tức là tìm bãi cát trâu thì ra mới tìm một lối thấy 707. Cho nó chạy gửi cát trâu này. Qua 7749 kiếp nạn thì cuối cùng 707 cũng được đi đó phim. Anh rủ đi đóng phim là phải chịu quá đóng và manh nó cẩn thận anh bỏ sao nghe làm vậy thì là 17-18 tuổi rồi là phải tự lập đấy mà làm đấy mà anh với tao không được nữa nhớ chưa không lù gạt thái thì tao một mình tao gạt cũng được không cần gì nữa cứ đi đóng phim chịu quá bộ anh với bộ sao đóng làm vậy với bản thân rồi lấy tiền mà học tiếp. Đó, xã hội đen đã đổ anh đi can thiệp rồi nó không đánh nữa thì chỉ có đóng phim vào rồi thì kiếm tiền mà nuôi bản thân. Lấy vợ đó chú. Có lấy vợ không chú? Lấy vợ, ngày không chắc với tán gái. Vậy thì không cần phải kiếm được bữa thôi. Phải có vợ là cứ đi làm mất tiền thì gái nó theo. Vậy á? Ờ, bây giờ gái nó cần tiền nữa. À, vậy hả? Nó không cần gì đâu. À. Thế mà
có xe đẹp lắm, tiền là mua xe đẹp rồi, nó cứ ngồi lên thôi. Sao anh bảy chưa có xe đúng không? Chịu khó làm mới mua xe đẹp, mua SH thôi. Có được không? Cứ miễn là xe đẹp, bây giờ cũng xe đẹp rồi thì lúc đồ xanh đồ lỏ và là cái gái nữa. Nói luôn. Anh bảy tóc gì rồi? Nha con nha. Cái gì? Chú hả? Chú khuyến khích nó nhuộm đồ xanh đồ đỏ gì? Mấy hôm nữa cấm là mốt mà. Bôi đỉnh cao. Mấy hôm nữa cấm được nó nhuộm về cấm chửi. Không cho nhuộm. Cho nhuộm. Thế mà mua xe thì xe đẹp thì mới cho nhuộm. Mới nhuộm 7 cấp rồi vào luôn. Ừ. Thấy à mày đợi nó nhuộm hết rồi. Bây giờ tự nhiên là thấy không nhuộm là lạc hậu phải không chú? Ừ. Gái đạp thì nó cứ cỡi theo thằng đồ xanh đồ đỏ thôi. Đấy, chú ông là tâm lý lắm nha anh em ơi. Vậy anh có cho nó dán cái hình xăm chỗ đấy không? Không, dán nó không có, không phải là buộm. Hay là xăm hẳn? Xăm hẳn mà đứng. Xăm hẳn cái dụng nó quả cao đấy. Cho xăm chỗ luôn? Cho luôn. Cho luôn. Cái đó phét thêm mấy nữa xăm về đuổi ra khỏi nhà ấy. Chú nhá, cháu quay đi. Nhưng mà nó phải làm có tiền lắm, tiền xăm bây giờ lắm, tiền lắm. Nhưng nó vay tiền nó xăm được mà chú. Không vậy bây giờ ai cho? Sao hội đen cho? Sao đen không cho? Nó cho qua. Cho xong này sau này không trả được thì bố mẹ trả mà. Thì tao đó, bố tôi đi ra cho hội là chỉ có làm ăn nó, bây giờ tao không lo cho nó nữa. Không lo à? Ừ. Nó chỉ có làm mới tiền nó tiêu. Ừ, đúng rồi. Nó gì đấy mà sao hội đen mà vào đây là tao phang cả sao hội đen nó sao hội đỏ, phang hết. Nhưng mà nó bị nó vay ngân hàng các thứ, nó cơ nó về nó nhờ chú. Không vay được, nó không vay, nó không có tuổi vay. Nó có, bây giờ nó có... À, chứng minh thư mọi thứ nó vay ngân hàng được mấy chục triệu ấy là mấy chục triệu thì ngân hàng mà bắt nó với tao bắt nhưng mà nó không có khả năng chi trả thì chú phải trả. Không, tao nó giao rồi trách nhiệm cho nó rồi, bây giờ rùng mẫu đi ra đường xã hội bên trái tao phải làm cái chuyện có làm mấy quan. Ừ. Không làm mà nghỉ thôi à, lười chỉ cái ngủ với ngáp thì coi hát mà đi đấy nha. Đòi lấy mấy vợ liền nhưng mà một vợ không có làm lắm tiền là à, ít ăn lắm, một tay gầy cứ hôm mà ngủ mấy hôm rồi ngủ suốt lâu mọc ra cái rố gặp hai buổi nhão nhẹt tay đâu. À, thằng bảy nó đang bối rối nhưng mà ở trước nó có bảo mình là muốn lấy bốn vợ cơ nhưng mà thấy chú bảo là một vợ thôi cũng phải có tiền rồi có SH rồi thì có đầu xanh đầu đỏ, thế là nó đang phân vân. Thì ta này đang sợ vợ chạ nhưng mà sợ mấy nữa mà nhớ nên là lấy vợ là bố lấy cho một mình một vợ không còn lo nha. Không phải ganh. Thì tố chú chịu khó làm có tiền nó mới lấy. Bây giờ ở xóm mày nó ế đấy, thằng 30-40 tuổi là quả đâu. Gái mày lắm mê tiền mày cơ. Ừ. Anh cứ bảo vậy. Mang tiếng con gái này người ta. Con gái bây giờ thì phải tiền. Phải tiền. Dạ chú nhá. Xem có gà hay gì chú làm thịt đi, lát thì bọn cháu không làm khách nhá. Ừ. Chú này là thịt gà để chiêu đãi cho con nó đi đặt ông phim nhá. Vào tiêm. Rồi, lại, bà làm thịt chứ tao bận thế nó làm thịt nó còn phơi thóc, cài thóc. Chú đi đóng phim mà cho. Chú còn ở nhà làm thóc nè, cơn mưa gió vậy. Cơn mưa ngang qua đúng không? Yeah. Ok, để bố nói vậy thì... Qua nó đi là được rồi. Bố nói vậy nghe vậy nhá. Nó... đi với nhầm với cậu cháu rồi. Tao còn là hai cái thóc rồi là một... Có người ở nhà là nó mưa chút. Làm sao cô? Có được không? Xanh đồ quá, làm bằng một chết. Bố lại cho kiểu đồ xanh đồ quá. Chú ơi, cô bảo là không cho đồ xanh đồ đỏ nhá. Không sợ mẹ mày. Mày. Chú mang cái xanh đỏ về nhà. Chú ruộng mà có đẹp. Chú thì bảo là cho nhuộm tóc. Cô thì bảo là... Là nhuộm... tóc không việc gì hết, đây là mốt cái xã hội rồi. Mốt tìm người thôi à cô? Mới xăm chỗ đâu cô? Xăm đâu mới quật. Tao cũng đang về xăm về đây thì có về nhà. Khó gì vậy? Thằng
này nó còn thích cả một cái xăm nữa cơ. Mọi hôm thấy nó mua hình dán mười mấy ngày đấy cơ. Nó còn đeo quen lên cơ. Nó còn đeo cả quen cơ mà. Nó còn xóa cả quen. Quen vào mũi như con bò ấy. Chết, bố thì cho mà mẹ không cho vậy. Toàn lắm anh em ạ. Vậy nha. Nhà của em chỗ thì bây giờ có chứ cô. Ok. Rồi, cháu đi đóng phim với chú nhá. Ừ. Rồi. Thì đóng mà mẹ từ chút chiều chiều mẹ ăn cơm đấy. Cái nhóm hả chú? Cái nhóm hả? Cả nhóm mẹ ăn cơm. Ok, nào, chúng mình đi đóng phim thôi. Đi. Đi, con lâu đi. Ai lâu đi. Nào, đi đây nè. Hôm nay thằng Sáu đi gì anh em ạ? Sáu nhầm nó, nhầm thằng Sáu nó gạch. Nào, hôm nay cầm chổi. Đây anh em ơi. Anh em ơi, ngày đầu tiên 4A707 quay trở lại thì bọn mình đang bắt đầu đi đóng phim anh em ạ. Nhưng mà tự nhiên là nhìn thấy con ếch này nó ở vừa lấy hố phân lên hay sao ấy. Trời đất ơi. Anh Pha bị làm sao ấy? Cắt muối cũng không thành được. Anh Pha cũng lôi ếch hố phân lên à? Anh Pha làm sao? Cái áo của anh Pha trông nó áo của anh Pha trông nó biến dị biến dạng đấy. Anh Pha đứng dậy xem nào. Oh my god. Một cước thôi. Đây là cái hậu trường, đoạn này bọn mình nghỉ ngơi cho anh em xem cái hậu trường của mình như thế nào nhá. Hứa hẹn là tập tiếp theo bọn mình sẽ cống hiến rất là nhiệt tình như này. Nói chung là con ếch này đang bị trên my god. Làm sao đây? Anh vẽ hết rồi, lỗ đít ra rồi. Bỏ đít ra rồi anh em ạ. Lỗ ý. Ếch em này toang anh em ạ. Đấy, đây cái hậu trường của mình này, quái quăm chưa? Đấy, 707 cơ. Làm sao em nay đi nóng vui không? Vui hả? Quá là tuyệt vời nhỉ. Đấy, hậu trường của mình trông nó. Mọi người đang nghỉ ngơi tí. Vừa đánh nhau không? Anh em nhìn chưa? Quần áo ướt súng thì anh em biết là vừa diễn ra cái sự việc hiện tượng gì rồi nhá. Đấy, chú lại à, chú mic sang này. Đấy. Nhìn chưa? Toàn là cái quả bám không? Đang ướt. Còn sáng màu trắng, con này màu mới. 707 đang ướt hết người rồi. Đang sáng mới nhận quần mới. Đoạn này là ếch bị chết rồi anh em ạ. Đấy. Vâng chưa? 505 đây này. Em cảm lạnh rồi. Cảm em cảm lạnh rồi à? Anh cho cắn tay đấy. Đoạn vừa đánh nhau hay quá. Mai anh em ủng hộ mình ở trên kênh chính nhá. Anh muốn san nhá mọi người nhá. Anh Pha, bảo mọi người làm sao? Con ếch chạy về rồi sao? Anh Pha ơi. Đã. Em bảo mọi người làm sao? Nào em đang nói chuyện với mọi người đi nào. Anh Pha ngại. Quá à. Anh Pha. Nói tập đi. Trời ơi. Ếch ông. Nhiều bạn thích em lắm ấy. Ngại ngại à? Ngại. Ngại đồ. Ngại đồ. Nào nói này các bạn làm sao? Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Ôi cái này là chuyến phân cảnh sang bên kia chú nhỉ? Cái chỗ nào nó rộng rộng á. Rộng rộng phải không? Ừ. Lát nữa nếu mà ok bọn mình sẽ quay tiếp một đoạn hậu trường cho anh em xem nhá. Vui không anh em ơi? Đấy, anh em chịu khó xem bên vlog của mình sẽ có những cảnh hậu trường nó phức tạp như này. Mình đổ bọt vào chân ếch phát chỗ cho đấy này xanh lẻ luôn. Xanh luôn này. Nước bọt con chất tẩy rửa nhá. Rồi ok, tiếp tục nào mọi người ơi. Đây anh em ạ, đây là hậu trường buổi chiều của mình này. Rất là vất vả luôn. Ok, Alpha, đấy Alpha đang chào mọi người. Mọi người cũng đừng quên là ủng hộ kênh của Alpha nhá. Alpha San thì dạo này là đã lập kênh rồi nhá. Nhưng mà hôm nào thì Alpha sẽ ra vlog cho mọi người xem. Đấy, cả team bọn mình hôm nay đang rất là vất vả. Hiện tại Chara và 505 đang đi lên kia để mic đồ. Mọi người ạ, ếch thì đang ở dưới bùn nhá. Anh Tuấn, xem ếch làm sao. Nhớ quá. Ếch hôm nay là về phải dặn rách nhá, phải khâu lại mấy cái vết kia kìa. Ô rách lưng à? Rách tôi rách nhưng mà khâu lại phải được phải không? À, những cái em chỉ dính thôi nè. Mình cho mình về mình độ chưa chắc chắn lại. Ấy cái này mình về mình phải dùng máy cao áp mình xịt rửa sạch sẽ lại treo lên lại mới tinh luôn anh em ạ. Nhưng mà những cái vết rách ấy thì bọn mình phải khâu lại. Còn mình ở nhà mình cũng có thể khâu được.
Ôi, nước vào đầy ủng này mọi người này. Đấy, thì hy vọng là bọn mình cống hiến như thế này thì anh em ủng hộ mình nhiệt tình đấy nhá. Vừa rồi chui trong cái bẫy sậy này, anh em nhìn cái đường này kia, cái đường bọn mình quay quần này. Đấy, mà cái cây này đấy thì nó rất thối mọi người ạ, tại vì nó sau một thời gian nó gì nhỉ, phân hủy anh Tuấn nhỉ, chết nó phân hủy, thế là rất là thối. Thế là bọn mình vừa phải chạy xuống ao này để tắm này, vừa chạy sang ao này để tắm này. Đấy, alpha kìa. Đấy, thối kinh khủng luôn. Mình là cameraman này cũng bẩn hết người này. Cái gì ấy? Bắt nước à? Rồi, bọn mình sẽ có một cái video rất là hay cho anh em xem, hôm nay đánh nhau theo kiểu chiến hơn là mọi ngày luôn đấy anh em ạ. Thì hy vọng là anh em ủng hộ mình trên kênh chính nhá. Còn đây là cái hậu trường của mình này. Đấy, mọi người đang tắm rửa cho hết cái mùi thối đi. Đó, alpha kìa. Alpha nhá. Đấy. Yo, mọi người ơi. Bọn mình đã vừa kết thúc một vlog, một video. Đấy, có cả thần chết đây này. Thần chết này đập mạnh tay quá, gãy mấy cái này rồi các bạn ạ. Đấy. Ôi, bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ôi, toàn cái này về phải xử lý lại em ạ. Vâng. Cái đấy anh nghĩ phải làm cái gì nó chắc chắn hơn. Mình đánh nhau ham áp lực quá. Nhỉ. Yeah. Vâng. Bye bye mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh, follow cũng như là kênh chính của mình. Ngày mai sẽ có video chính cho anh em xem. Bye bye.